dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nói dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ, nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, hãy nắm chặt tay, tiến bước đi lên, viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiên, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt trường tồn. Họ đang Việt Nam xứng danh từ
hào tiếp nhận cương chung chung thân yêu nghĩa cùng muôn dân trong họ hào hùng những anh hùng hiền hách chiến công những danh nhân tô đẹp sông núi làm thắng danh dòng họ làm thắng danh non sông Thưa các quý vị đại biểu, thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin thông qua nội dung chương trình như sau. Một là đón tiếp đại biểu, hai là tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu, ba là lễ dâng hương, bốn là ra mắt câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du, năm là ban chủ nhiệm câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình ra mắt, sáu là phát biểu của hội đồng gia tộc chúc mừng, bảy là phát biểu của chủ nhiệm câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du, tám là thông qua quy chế hoạt động của câu lạc bộ, chín là kết thúc mời chụp ảnh lưu niệm và giao lưu văn nghệ dự cơm thân mật. Kính thưa các cụ, các ông và đại diện cho hội đồng gia tộc chi mậu họ Đặng Đồng Du, kính thưa các quý vị đại biểu, hòa chung trong không khí vui tươi của mùa xuân mới, xuân Nhâm Dần năm 2022, được sự đồng ý và nhất trí của hội đồng gia tộc họ Đặng chi mậu Đồng Du, hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2022, tức ngày 29 tháng 11 năm Tân Sửu, câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du long trọng tổ chức lễ dâng hương và ra mắt câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý cùng gia đình lời chúc năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Chúc lễ dâng hương và ra mắt câu lạc bộ thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, về dự với lễ dâng hương và ra mắt câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du, hôm nay thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng có các quý vị đại biểu đại diện cho chi mậu Đồng Du. Một là ông Đặng Đình Thậm, trưởng họ. Hai là ông Đặng Xuân Truyền, chủ tịch hội đồng gia tộc. Ba là các ông bà trong ban hội đồng gia tộc cùng các thành viên câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du đã về dự đông đủ. Đề nghị quý vị cho một tràng pháo tay. Xin trân trọng cảm ơn. Kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa các cụ, các ông. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời tất cả ông trưởng họ và ban hội đồng gia tộc cùng toàn thể câu lạc bộ vào trong năng làm lễ dâng hương. Vào lễ dâng hương thì kính mời ông Đặng Đình Thậm sẽ lên thắp hương tiên tổ. Xin mời ông Đặng Đình Thậm và ban hội đồng gia tộc cùng với cả toàn thể thành viên câu lạc bộ trẻ vào trong lăng làm lễ dâng hương. Thank you.
đồng dân tộc làm lễ dân hương. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lại chín phương trời, mười phương chư Phật mười phương, con kính lại Thành Hoàng nơi bản thổ. Hôm nay ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022, Câu lạc bộ trẻ thôn Đồng Du tổ chức ra mắt câu lạc bộ. Con kính lại Thổ Thần, Quan Thổ Địa, Quan Định Phủ Phúc Táo Quân, con kính lại các vị thánh anh minh, con kính lại cụ tổ nhất tộc Việt Nam, con kính lại tiên nhân anh ninh tiền tổ họ Đặng tại nhà thờ Lăng Hai Cây Cọ, tiên tổ tỷ Đặng Nội, tiên tổ tỷ Thái Phó Thắng Quận Công Phu Nhân Thụy Từ Nhân, tiên tổ tỷ Đô Đốc Nam Xuyên Hầu Đặng Thế Thiêm. Hôm nay chi tuổi trẻ chi mậu thôn Đồng Du tổ chức ra mắt câu lạc bộ, xin mời các cụ về tại Năng Cây Cọ xứ Đồng Quan thôn Đồng Du chứng kiến con cháu họ Đặng làm lễ dâng hương và đồng thời là ra mắt câu lạc bộ. Xin kính mời các cụ và thụ hưởng lễ lộc của con cháu. Tiếp theo chương trình là ra mắt câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin thông báo kết quả bầu ban chủ nhiệm câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du sau 3 phiên họp rất là tinh thần, rất là nhiệt huyết, khẩn trương, đoàn kết và mong muốn cầu thị để được có một câu lạc bộ trẻ đoàn kết, làm gắn bó gắn kết anh em trong câu lạc bộ trẻ, trong câu lạc bộ trong chi mậu Đồng Du, để tiếp nối truyền thống lịch sử hào hùng của cha ông họ Đặng chúng ta. Thì câu lạc thành viên các câu lạc bộ trẻ đã bầu ra được ban chủ nhiệm gồm 15 thành viên. Một là ông Đặng Đình Tấn, ngành 2 chủ nhiệm câu lạc bộ. Hai, ông Đặng Đình Nhâm, ngành 1 phó chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách công tác hậu cần. Ba, ông Đặng Đình Quang, ngành 2 phó chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách công tác tài chính. 4. Ông Đặng Xuân Đạt, ngành 3, phó chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách công tác tổ chức. 5. Ông Đặng Đình Dự, ngành 2, ủy viên thủ quỹ câu lạc bộ. 6. Ông Đặng Đình Quyết, ngành 2, ủy viên kế toán câu lạc bộ. 7. Ông Đặng Đình Chí, ngành 1, ủy viên ban thể thao. 8. Ông Đặng Đình Niền, ngành 3, ủy viên ban văn hóa văn nghệ. 9. Ông Đặng Đình Dũng, ngành 1, ủy viên. 10. Ông Đặng Đình Tuyên, ngành 1, ủy viên. 11. Ông Đặng Đình Vượng, ngành 2, ủy viên. 12. Ông Đặng Đình Tam, ngành 2, ủy viên. 13. Ông Đặng Đình Thế, ngành 2, ủy viên. 14. Ông Đặng Đình Khánh, ngành 2, ủy viên. 15. Ông Đặng Xuân Tự, ngành 3, ủy viên. Tôi xin trân trọng kính mời ban chủ nhiệm. Tôi vừa đã đọc tên xong lên sân khấu để ra mắt. Trân trọng kính mời ông Đặng Xuân Truyền, đại diện Hội đồng Gia tộc lên tặng hoa chúc mừng và có vài lời phát biểu động viên. Xin mời đâu nhỉ?
ban chủ nhiệm và các phó chủ nhiệm cộng ban các ủy viên đâu. Các ông trong ban hội đồng dân tộc lên chụp ảnh cùng với cả chủ nhiệm câu lạc bộ. Vâng, xin chân thành cảm ơn các ông trong hội đồng gia tộc đã có lãng hoa chúc mừng cho câu lạc bộ và chủ nhiệm câu lạc bộ chụp ảnh lưu niệm cùng câu lạc bộ. Sau đây xin mời ông Đặng Xuân Truyền có vài lời phát biểu động viên cho câu lạc bộ trẻ họ Đặng Đình thôn Đồng Du. Bài phát biểu ngày ra mắt câu lạc bộ trẻ họ Đặng Chi Mậu Đồng Du. Con kính lại quan thổ thần, quan thổ địa, quan đình phúc, táo quân. Con kính lại các vị thánh anh minh. Con kính lại cụ tổ nhất tộc Việt Nam. Con kính lại tiên nhân anh linh tiên tổ họ Đặng tại nhà thờ Lăng Hai Cây Cọ. Tiên tổ tỷ Đặng Nội, tiên tổ tỷ Thái Phó Thắng Quận Công Phu Nhân Thụy Từ Nhân, tiên tổ tỷ Đô Đốc Nam Xuyên Hầu Đặng Thế Thiêm. Kính thưa các ông trong hội đồng gia tộc, thưa toàn thể các cháu trong câu lạc bộ trẻ họ Đặng Chi Mậu Đồng Du, rất vất khởi được hội đồng phân công phát biểu trước buổi ra mắt câu lạc bộ. Lời đầu tiên kính chúc các ông trong ban hội đồng các cháu mạnh khỏe, đón một mùa xuân mới. Chúc buổi ra mắt câu lạc bộ thành công tốt đẹp. Thưa các ông trong ban hội đồng gia tộc, thưa toàn thể các cháu, qua ba cuộc họp bàn về xây dựng câu lạc bộ có nhiều ý kiến khác nhau, đến tối thứ ba đã thống nhất xây dựng câu lạc bộ. Việc này trong ban hội đồng nhất trí cao và hoàn toàn ủng hộ. Hội nghị đã bầu ra ban chủ nhiệm gồm trưởng ban, phó ban, thư ký, thủ quỹ, các ủy viên. Đây là toàn thể các cháu là hạt nhân đoàn kết, có quyết tâm cao, có trình độ học vấn để đáp ứng với thời đại 4.0 và kỹ thuật số để xây dựng. Họ ta đã đoàn kết lại đoàn kết hơn, đã mạnh lại càng mạnh hơn, xứng đáng với truyền thống của ông cha ta. Dù ở nơi đâu, là người họ Đặng đều là anh em một nhà, đoàn kết thương yêu lẫn nhau. Kính thưa các ông trong ban hội đồng, các cháu trong câu lạc bộ, thành công câu lạc bộ mới là bước đầu. Sau buổi này, ban chủ nhiệm và hội đồng các hội viên tuyên truyền kết nạp thêm để cho câu lạc bộ mỗi ngày một đông thêm, hoạt động đi vào lề lếp, biến quy chế thành hành động cụ thể. Hôm nay trước anh linh tổ tiên, trước ban hội đồng cùng các cháu trong câu lạc bộ, tôi bày tỏ cảm xúc rất đối vui mừng vì đã thành lập được câu lạc bộ. Ban chủ nhiệm, các ủy viên ra được quy chế tổ chức và hoạt động. Đây là hạt nhân kế tục sự nghiệp cho dòng họ ta. Còn sinh thời Bác Hồ đã nói, non sông Việt Nam có sánh vai với cường quốc Nam Châu được hay không, chính là nhờ công lao của các cháu. Họ Đặng Chi Mậu ta cũng vậy, các cháu là cánh tay phải của dòng họ. Dòng họ có đoàn kết, vững mạnh hay không cũng là nhờ công lao của các cháu. Một lần nữa, kính chúc buổi ra mắt thành công tốt đẹp. Kính chúc các ông trong ban hội đồng, các cháu đón một mùa xuân Nhâm Dần 2022 mạnh khỏe, hạnh phúc,
thành đạt, mọi sự đều như ý. Xin chân thành cảm ơn. Nhân buổi thành lập câu lạc bộ trẻ trong dòng họ sẽ tặng các cháu một bó hoa. Vâng, xin cảm ơn những lời rất là chỉ đạo, lãnh đạo và phát biểu ý kiến của ông Đặng Xuân Truyền, Chủ tịch Hội đồng gia tộc của con họ Đặng Chi Mậu Đồng Du. Rất là cảm ơn ông. Mong ông và Ban Hội đồng gia tộc thường xuyên dẫn dắt, chỉ đạo, lãnh đạo cho câu lạc bộ trẻ đi đúng hướng theo truyền thống của dòng họ Đặng Chi Mậu thôn Đồng Du. Xin chân thành cảm ơn ông. Sau đây xin phép kính thưa các quý vị đại biểu hội đồng, các ông trong hội đồng gia tộc và ban chủ nhiệm, tôi xin thông qua quy chế của câu lạc bộ trẻ, câu lạc bộ tuổi trẻ họ Đặng Chi Mậu Đồng Du. Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ trẻ họ Đặng Chi Mậu thôn Đồng Du, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, Đồng Du, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Câu lạc bộ trẻ họ Đặng thôn Chi Mậu thôn Đồng Du số 01 QCTC HDCB CLB. Quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ trẻ tuổi trẻ họ Đặng dòng thôn Đồng Du. Tên gọi, mục đích, chương 1, tên gọi, mục đích, yêu cầu của câu lạc bộ. Điều 1, tên gọi câu lạc bộ và địa chỉ hoạt động. Tên chính thức câu lạc bộ tuổi trẻ họ Đặng Chi Mậu Đồng Du. Câu lạc bộ tuổi trẻ có biểu trưng logo riêng theo logo của câu lạc bộ tuổi trẻ họ Đặng dòng nước Xá Trúc Sơn. Văn phòng câu lạc bộ được đặt tại lăng Hai Cây Cọ, thôn Đồng Du, xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 2. Mục đích yêu cầu. Mục đích 1. Mục đích gìn giữ, duy trì và phát triển truyền thống vẻ vang của tổ tiên, dòng họ, gìn giữ, trùng tu, tôn tạo và tu bổ các di tích lịch sử năng mộ do tổ tiên để lại, giúp những bạn trẻ họ Đặng Chi Mậu Đồng Du hiểu nhiều hơn về nguồn cội, về truyền thống vẻ vang của tổ tiên, của dòng họ, tổ chức các hoạt động truyền thống của dòng họ, giao lưu, kết nối tình cảm anh chị em trong câu lạc bộ và trong dòng họ, tạo tình đoàn kết, thống nhất, tương thân, tương ái. Các hoạt động xây dựng, vận động ủng hộ, hoạt động của các quỹ từ thiện nhằm tạo sự gắn bó, gắn kết các thành viên trong câu lạc bộ và trong dòng họ. Hai, yêu cầu. Các thành viên tham gia với tinh thần tự nguyện, tự giác, có trách nhiệm, đóng góp đầy đủ quỹ câu lạc bộ, đóng góp ý kiến tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ và các hoạt động của dòng họ đề ra. Mọi hoạt động của tập thể phải dựa trên nguyên tắc dân chủ, bình đẳng, tôn trọng, hợp lý, công khai, minh bạch và được biểu quyết theo đa số. Chương 2, thành viên câu lạc bộ, quyền lợi và nghĩa vụ của các thành viên ban chủ nhiệm. Điều 3, đối tượng tham gia, tất cả các con em họ Đặng Chi Mậu thôn Đồn Du hiện đang sinh sống, học tập và công tác trên mọi miền Tổ quốc, có độ tuổi từ 18 trở lên, có tư cách, phẩm chất, đạo đức tốt, tâm huyết với câu lạc bộ và với dòng họ. 4. Thủ tục tham gia. Để tham gia để gia nhập câu lạc bộ, các thành viên cần đăng ký với ban chủ nhiệm câu lạc bộ. Thông tin số điện thoại, địa chỉ email và nơi ở. Điều 5, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên. Quyền lợi của thành viên được hưởng các chế độ theo quy định của câu lạc bộ, được tham gia tất cả các hoạt động của câu lạc bộ và các hoạt động của dòng họ, được ứng cử, đề cử và bầu ra ban chủ nhiệm câu lạc bộ, được tham gia bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các công việc của câu lạc bộ, có quyền giám sát, yêu cầu ban chủ nhiệm báo cáo giải trình và kết quả hoạt động, tình hình tài chính và các vấn đề có liên quan, được quyền xin ra khỏi câu lạc bộ nếu cảm thấy không phù hợp hoặc vì lý do cá nhân, gia đình. Nghĩa vụ 2, nghĩa vụ và các của các thành viên. Đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm chỉnh quy chế của câu lạc bộ của dòng họ, tham gia đầy đủ các hoạt động của câu lạc bộ của dòng họ, tham gia phát triển hoạt động của câu lạc bộ, quảng bá hình ảnh truyền thống của câu lạc bộ và của dòng họ, bảo vệ uy tín của câu lạc bộ của dòng họ. Tất cả các thành viên không nhân danh câu lạc bộ, không nhân danh dòng họ cho những mối quan hệ cá nhân làm ảnh hưởng xấu tới câu lạc bộ và dòng họ, có trách nhiệm gìn giữ, duy trì và phát triển truyền thống vẻ vang của tổ tiên, của dòng họ, tham gia đóng góp xây dựng, gìn giữ, trùng tu, tôn tạo và tu bổ các di tích lịch sử, các năng mộ do tổ tiên để lại, tìm hiểu nhiều hơn về cội nguồn, về truyền thống vẻ vang của tổ tiên, của dòng họ, có trách nhiệm đóng góp xây dựng,
quỹ câu lạc bộ đầy đủ để phục vụ mục đích hoạt động chung của câu lạc bộ, thông báo kịp thời cho ban chủ nhiệm về tình hình bản thân, gia đình, nhất là những sự kiện trọng đại như việc hỷ, việc hiếu của tứ thân phụ mẫu, vợ chồng hoặc con đẻ. Được phân công nhiệm vụ, được ủy quyền từ ban chủ nhiệm phải có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công, được ủy quyền. Khi đã nhận nhiệm vụ do ban chủ nhiệm giao cho nhưng vì lý do bất khả kháng nào đó không thể thực hiện được ngay thì phải lập tức báo lại cho ban chủ nhiệm, thông báo trong thời gian sớm nhất có thể để ban chủ nhiệm còn có hướng giải quyết. Chịu trách nhiệm trước ban chủ nhiệm, trước câu lạc bộ, trước ban cố vấn và hội đồng gia tộc về công việc được phân công. Hàng năm chậm nhất ngày 31 tháng 12 phải đăng ký về số lượng tham dự chương trình giao lưu gặp mặt thường niên với ban chủ nhiệm để ban chủ nhiệm nắm bắt được quân số tham dự. Điều 6, quyền lợi và nhiệm vụ của ban chủ nhiệm, ủy viên thường trực kế toán thủ quỹ. Thành phần ban chủ nhiệm, ủy viên thường trực kế toán và thủ quỹ ban chủ nhiệm là do toàn thể các thành viên trong câu lạc bộ bầu ra, là những người có tinh thần trách nhiệm với câu lạc bộ, với dòng họ, có tâm huyết, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và có sự hiểu biết. Ủy viên thường trực của câu lạc bộ được bầu ra dựa cái yếu tố sau: có tinh thần trách nhiệm với câu lạc bộ, với dòng họ, có tâm huyết, có phẩm chất đạo đức tốt, có sự hiểu biết, được phân công phụ trách các mảng hoạt động khác nhau theo quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Kế toán và thủ quỹ của câu lạc bộ được bầu dựa trên các yếu tố: có tinh thần trách nhiệm với câu lạc bộ, với dòng họ, có tâm huyết và phẩm chất đạo đức tốt, tính tình trung thực, cẩn thận, theo dõi ghi chép sổ sách đầy đủ rõ ràng. Nhiệm kỳ của ban chủ nhiệm, ủy viên thường trực kế toán và thủ quỹ là 3 năm trên một nhiệm kỳ. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, đại hội câu lạc bộ sẽ tiến hành bầu ra ban chủ nhiệm, ủy viên thường trực kế toán và thủ quỹ mới. Trong trường hợp thành viên ban chủ nhiệm, ủy viên thường trực kế toán và thủ quỹ vì lý do nào đó ngừng hoạt động giữa nhiệm kỳ, ban chủ nhiệm sẽ đề xuất bổ sung. Ban chủ nhiệm có nhiệm vụ đề ra phương hướng và điều hành toàn bộ các hoạt động của câu lạc bộ dựa theo quy định và quy chế của câu lạc bộ. Hai, quyền lợi của ban chủ nhiệm, ủy viên thường trực kế toán và thủ quỹ được hưởng các chế độ như tất cả các thành viên khác theo quy định của câu lạc bộ, được tham gia tất cả các hoạt động của câu lạc bộ và các hoạt động của dòng họ, được đề cử ứng cử và bầu ra ban chủ nhiệm câu lạc bộ mới, ủy viên thường trực mới, kế toán và thủ quỹ mới được tham gia bàn bạc, thảo luận và biểu quyết các công việc của câu lạc bộ, được xin ra khỏi câu lạc bộ cảm thấy không phù hợp vì lý do cá nhân hoặc gia đình. Nhiệm vụ chung của ban chủ nhiệm: thay mặt câu lạc bộ tham gia các buổi họp cùng với ban cố vấn, ban lãnh đạo hội đồng, các chi họ bạn và trong dòng họ Nương Xá Trúc Sơn, từ đó triển khai tới anh chị em câu lạc bộ để tham gia tổ chức các chương trình sự kiện, tổ chức họp mặt câu lạc bộ định kỳ, hàng năm tổ chức giao lưu gặp mặt vào ngày 1 tháng 1 dương lịch, ngày thành lập câu lạc bộ, có thể tổ chức trước hoặc sau một vài ngày, xây dựng kế hoạch chuẩn bị chương trình nội dung buổi giao lưu gặp mặt, thực hiện các nhiệm vụ do câu lạc bộ giao trong nhiệm kỳ, bao gồm kịp thời cập nhật và thông báo cho các thành viên trong câu lạc bộ khi có gặp chuyện vui buồn để tổ chức chia sẻ chung vui, động viên trong điều kiện có thể. Thay mặt câu lạc bộ đến chung vui chia buồn với các thành viên trong câu lạc bộ, thực hiện các nhiệm vụ trong những trường hợp cấp thiết khi không có điều kiện tập trung tất cả các thành viên câu lạc bộ trong phạm vi quyền hạn của quy chế này, cân đối thu chi, quản lý quỹ câu lạc bộ công khai, minh bạch, tiết kiệm và đúng nguyên tắc theo quy định trong quy chế. 4. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong ban chủ nhiệm. Chủ nhiệm câu lạc bộ phụ trách chung có nhiệm vụ định hướng các thành viên trong ban chủ nhiệm hoàn thành các nhiệm vụ do tập thể giao phó, thay mặt câu lạc bộ trong các hoạt động đối nội, đối ngoại, đôn đốc, giám sát các hoạt động của các thành viên trong câu lạc bộ, chịu trách nhiệm trước tập thể và các hoạt động của câu lạc bộ, chịu trách nhiệm trước ban cố vấn và hội đồng gia tộc. Phó chủ nhiệm thường trực thực hiện giải quyết các công việc thường xuyên của câu lạc bộ, trợ giúp cho chủ nhiệm, chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm, trước câu lạc bộ, trước ban cố vấn và hội đồng gia tộc về các công việc được phân công. Phó chủ nhiệm phụ trách công tác tổ chức, trợ giúp cho chủ nhiệm đảm trách công tác tổ chức các chương trình, các sự kiện đại lễ, tổ chức các chương trình kỷ niệm ngày câu lạc bộ, tổ chức đại hội câu lạc bộ, chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm, trước câu lạc bộ, trước ban cố vấn và hội đồng gia tộc về công việc được phân công. Phó chủ nhiệm phụ trách tài chính, trợ giúp cho chủ nhiệm đảm trách công nghiệp liên quan đến quản lý tài chính, cân đối thu chi và tồn quỹ, chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm, trước câu lạc bộ, trước ban cố vấn và hội đồng gia tộc về công việc được phân công. Nhiệm vụ của các ủy viên thường trực theo phạm vi phân công của chủ nhiệm, trực tiếp là phó chủ nhiệm thường trực, các ủy viên sẽ phụ trách các khu vực địa bàn nơi mình ở, các ngành của mình
là đầu mối để ban chủ nhiệm nắm bắt thông tin, trao đổi thông tin, thông báo, truyền đạt lại cho các thành viên trong khu vực của mình phụ trách, của ngành của mình có trách nhiệm tham gia họp bàn cùng ban chủ nhiệm để triển khai giải quyết các công việc của câu lạc bộ, chịu trách nhiệm trước chủ nhiệm, trước câu lạc bộ, trước ban cố vấn và hội đồng gia tộc về công việc được phân công. Nhiệm vụ của kế toán và thủ quỹ, nhiệm vụ của kế toán lập phiếu thu, phiếu chi tiền, mở sổ theo dõi các khoản thu chi và tồn quỹ tiền mặt cùng với thủ quỹ kiểm tra đối chiếu số liệu tồn quỹ thực tiền mặt thực tế so với tồn quỹ tiền mặt trên sổ sách kế toán. Nếu phát hiện chênh lệch phải tìm ra nguyên nhân và báo cáo ban chủ nhiệm để tìm phương án giải quyết. Nhiệm vụ của thủ quỹ thu chi tiền mặt, quản lý tiền mặt của câu lạc bộ cùng với kế toán kiểm tra đối chiếu số liệu tồn quỹ tiền mặt thực tế so với tồn quỹ tiền mặt trên sổ sách kế toán. Nếu phát hiện chênh lệch phải tìm ra nguyên nhân và báo cáo ban chủ nhiệm tìm phương án giải quyết. Chương 3, nguyên tắc tổ chức hoạt động và quản lý tài chính của câu lạc bộ. Điều 7, nguyên tắc hoạt động, chủ động tiến hành các hoạt động câu lạc bộ nhưng chịu sự quản lý của ban cố vấn và hội đồng gia tộc. Hoạt động của các thành viên dựa trên tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm, có tâm, có đức và có hệ thống, có trên, có dưới. Mọi hoạt động tập thể phải dựa trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, bình đẳng, tôn trọng, hợp lý và được biểu quyết theo đa số. Điều 8, tổ chức giao lưu gặp mặt đại hội câu lạc bộ, tổ chức giao lưu gặp mặt hàng năm nhân kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ. Hàng năm vào ngày 1 tháng 1 dương lịch, ngày thành lập câu lạc bộ sẽ tổ chức giao lưu gặp mặt để phục thực hiện các nhiệm vụ sau: thông báo thông qua báo cáo tổ chức hoạt động của câu lạc bộ năm trước và nhiệm vụ năm sau, báo cáo công tác tài chính của năm trước và điều chỉnh quỹ năm sau, sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của câu lạc bộ nếu có, liên hoan giao lưu gặp mặt. Lưu ý việc kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ có thể tổ chức đúng ngày hoặc trước sau một vài ngày. 2. Đại hội câu lạc bộ, nhiệm kỳ của ban chủ nhiệm, ủy viên thường trực, kế toán và thủ quỹ câu lạc bộ là 3 năm trên một nhiệm kỳ. Khi kết thúc nhiệm kỳ, ban chủ nhiệm sẽ bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký để tổ chức điều hành đại hội câu lạc bộ, bầu ra ban chủ nhiệm, ủy viên thường trực, kế toán và thủ quỹ mới. Đoàn chủ tịch là cơ quan điều hành của công việc đại hội, làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số do ban chủ nhiệm giới thiệu để đại hội xem xét quyết định. Đoàn thư ký đại hội gồm những thành viên chính thức do ban chủ nhiệm đề xuất giới thiệu đại hội biểu quyết về số lượng, danh tính đoàn thư ký. 9. Tài chính của câu lạc bộ, nguồn thu của câu lạc bộ, quỹ của câu lạc bộ hình thành được hình thành từ hai nguồn sau. Nguồn thứ nhất là thu quỹ, mức thu là 200.000 đồng trên một người một năm. Đối với tất cả anh chị em đã là thành viên câu lạc bộ vào dịp kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ, hàng năm sẽ thu quỹ tiền hoạt động chung. Tất cả anh chị em đã là thành viên chính thức của câu lạc bộ đều phải có trách nhiệm đóng quỹ hàng năm để phục vụ cho hoạt động chung của câu lạc bộ và của dòng họ. Các ủy viên phụ trách các khu vực có trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở anh chị em trong khu vực của mình đóng quỹ đầy đủ. Nếu thành viên nào để nhắc tới lần thứ 3 mà vẫn không đóng quỹ thì sẽ bị loại ra khỏi câu lạc bộ. Trong một năm phải tham gia hoạt động với câu lạc bộ tối thiểu ít nhất là một lần. Nếu không tham gia bất kỳ hoạt động nào câu lạc bộ sẽ cũng bị loại ra khỏi câu lạc bộ. Đối với những thành viên mới tham gia, thời điểm đóng quỹ hoạt động hàng năm chính là thời điểm xin gia nhập câu lạc bộ. Chỉ được chấp nhận là thành viên chính thức của câu lạc bộ khi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ và đóng quỹ đầy đủ. Ngoài khoản đóng quỹ theo quy định trên thì các thành viên mới tham gia câu lạc bộ đóng góp thêm tiền ủng hộ để xây dựng quỹ câu lạc bộ ngày càng lớn mạnh, mức đóng góp ủng hộ tùy tâm và tùy theo điều kiện kinh tế của từng thành viên mới tham gia câu lạc bộ. Nguồn thứ hai là huy động trên tinh thần tự nguyện, có thể huy động từ cá nhân, tổ chức trong câu lạc bộ và dòng họ. Các nguồn thu trên sẽ phục vụ cho việc chi đối nội, đối ngoại, chi tiền đi tham dự các buổi lễ dâng hương, chi tiền đám hiếu, hỷ, chi các hoạt động chung của câu lạc bộ và dòng họ. 2. Định mức chi tiền. Bảng định mức chi tiền cho các buổi lễ dâng hương, đi tham dự các chương trình và đi đối ngoại ở các nơi. Chi lễ dâng hương ngày giỗ của giỗ họ, cụ tổ và các nơi khác từ 100 đến 300 ca trên một giỗ. Chi tiền lễ dâng hương tri ân tổ tiên ở phủ thờ nương xá từ 200 đến 500 ca trên một lễ. Chi tiền phong bì nặng hoa quả đối với các buổi đi lễ dâng hương tham dự các chương trình sự kiện đối ngoại ở các nơi 1 triệu. Chi tiền hỗ trợ phương tiện đi lại ô tô hoặc máy bay trong trường hợp khi đi dự lễ tham dự các chương trình ở tỉnh xa, nhỏ hơn 200 km là 1 triệu. 200 đến 500 km là 2 triệu. 500 đến 1.000 km là 3 triệu và cung đường dài trên 1.000 km là 4 triệu. Bảng định mức chi tiền đi đám hiếu hỷ, đám hiếu, đám hỷ
đối tượng là các thành viên câu lạc bộ, phong bì chúc mừng tiệc cưới, phong bì 500k và gói quà trị giá từ 200 đến 300k. Việc hiếu phong bì 1 triệu cộng vòng hoa từ 200 đến 300k. Đối tượng là tứ tân phụ mẫu, vợ chồng hoặc con đẻ của các thành viên. Phong bì 500k cộng với 500.000 cộng với vòng hoa từ 200 đến 300.000. Chi cho các đối ngoại hiếu hỉ là vợ, là chỉ đối với cả hỉ thôi, à, hiếu thôi là từ vòng hoa, vòng hoa từ 200 đến 500.000. Ngoài những khoản chi cụ thể trên, khi có những công việc đột xuất phát sinh như tiền công đức, tiền xây dựng, tiền từ thiện hoặc những khoản chi khác phục vụ cho hoạt động của câu lạc bộ của dòng họ, lúc đó ban chủ nhiệm sẽ bàn bạc và thống nhất để đưa ra mức chi cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể, nhưng không được phép vượt quá quy định tại khoản 3 của điều 9 trong bản quy chế này. Toàn bộ kinh phí nêu trên sẽ trích từ hoạt động chung của câu lạc bộ. Lưu ý, khi có việc hiếu thì đồng chí ủy viên phụ trách ngành nào, khu vực nào sẽ chủ động mua vòng hoa tại khu vực đó để cho ban chủ nhiệm và câu lạc bộ đến chia buồn phúng viếng. Nếu trường hợp ở xa, ban chủ nhiệm và câu lạc bộ không tổ chức tới phúng viếng được, thì ban chủ nhiệm có thể ủy quyền cho thành viên ở khu vực đó có người thân qua đời trực tiếp thay mặt, đứng ra thay mặt cho ban chủ nhiệm và câu lạc bộ đảm việc, đảm nhiệm công việc phúng viếng. Thẩm quyền và quyết định của mức chi, thẩm quyền quyết định của mức duyệt mức chi của chủ nhiệm. Chủ nhiệm có quyền quyết định duyệt mức chi của các khoản chi trong một lần chi nhỏ hơn hoặc bằng 1 triệu đồng. Các khoản chi trong một lần chi có giá trị trên 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng thì phải thông qua ban chủ nhiệm và được sự nhất trí của ban chủ nhiệm mới được duyệt chi. Thẩm quyền và quyết định và duyệt mức chi của ban chủ nhiệm. Ban chủ nhiệm có quyền quyết định duyệt mức chi trong một lần chi nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng. Các khoản chi trong một lần chi trên 5 triệu đồng thì phải họp thông qua các thành viên và được biểu quyết đa số thì mới được duyệt. Các khoản chi trong một lần trên 5 triệu đồng. Quản lý và sử dụng quỹ câu lạc bộ. Câu lạc bộ sẽ mở một tài khoản tại ngân hàng. Câu lạc bộ sẽ cử chủ nhiệm, phó chủ nhiệm phụ trách tài chính và thủ quỹ cùng đứng tên trên tài khoản. Tiền quỹ của câu lạc bộ sẽ được gửi vào tài khoản. Câu lạc bộ sẽ giữ lại tối đa 10 triệu tiền mặt làm quỹ lưu động. Khi sử dụng hết quỹ lưu động thì sẽ tiến hành rút bổ sung tối đa cho một lần rút tiền nhỏ hơn bằng 10 triệu đồng. Trừ khi có việc phát sinh lớn hơn 10 triệu đồng, lúc đó ban chủ nhiệm sẽ họp bàn và thống nhất số lượng tiền cần rút ra cho phù hợp. Các hoạt động của câu lạc bộ có liên quan đến tài chính do ban chủ nhiệm thực hiện phải được quyết toán và báo cáo đầy đủ, công khai minh bạch. Một năm báo cáo tài chính một lần vào dịp kỷ niệm ngày thành lập câu lạc bộ hoặc báo cáo đột xuất khi các thành viên yêu cầu giải trình. Việc quản lý và sử dụng quỹ câu lạc bộ do ban chủ nhiệm chịu trách nhiệm nhưng không vượt quá quy định điều 9 của quy chế này. Chương 4, điều khoản thi hành. Điều 10, điều khoản thi hành có quy chế này gồm có 11 trang, 4 chương và 10 điều. Quy chế này quy định cụ thể về hoạt động của câu lạc bộ tuổi trẻ Hò Đặng Chi Mậu Đồng Du. Bản quy chế này thay thế cho bản quy chế đã dự thảo ngày 28 tháng 12. Quy chế này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho đến khi có bản quy chế khác thay thế. Việc sửa đổi, bổ sung quy chế phải thông qua và được sự đồng ý của các thành viên trong câu lạc bộ, đảm bảo đúng theo nguyên tắc hoạt động của các quyền lợi, nghĩa vụ của toàn thể thành viên câu lạc bộ. Quy chế này là nguyên tắc, là tiếng nói chung của câu lạc bộ tuổi trẻ Hò Đặng Chi Mậu Đồng Du và là cơ sở để ban chủ nhiệm thay mặt cho câu lạc bộ hoạt động. Vậy ban chủ nhiệm đề nghị tất cả các thành viên của câu lạc bộ tuổi trẻ Hò Đặng Chi Mậu Đồng Du có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh những quy định trong quy chế này. Đây là bản quy chế tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ tuổi trẻ Hò Đặng Chi Mậu Đồng Du. Ban chủ nhiệm đã cho in là 100 cuốn để tại lăng của hai cây cọ, thì ai mà là thành viên mới hoặc là những người đã trong ngày hôm nay thì sẽ mỗi người trong thành viên trong câu lạc bộ sẽ được phát một quyển, và khi có một thành viên mới nào thì sẽ được chủ nhiệm phát cho một quyển. Đây là cái bản quy chế tổ chức hoạt động câu lạc bộ tuổi trẻ Hò Đặng Chi Mậu Đồng Du đã được thông qua. Vậy bây giờ xin kính mời ông chủ nhiệm câu lạc bộ Đặng Đình Tấn lên phát biểu ý kiến và cảm ơn. Kính thưa các cụ, kính thưa các ông, các bà đại diện cho hội chi hội Đồng Du. Kính thưa các quý vị đại biểu, rất vinh dự được sự quan tâm của Hội đồng dân tộc Họ Đặng Chi Mậu thôn Đồng Du và sự tín nhiệm của các thành viên câu lạc bộ trẻ Họ Đặng Đình thôn Đồng Du
đã bầu ra 15 thành viên chúng tôi và ban chủ nhiệm câu lạc bộ và bầu tôi giữ chức chủ nhiệm câu lạc bộ lâm thời. Đây vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm lớn lao của bản thân tôi và cũng như các thành viên trong ban chủ nhiệm đối với hội đồng dân tộc câu lạc bộ. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của hội đồng dân tộc và sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt của các thành viên trong câu lạc bộ để ban chủ nhiệm câu lạc bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Tôi xin hứa sẽ đam hết khả năng của mình cùng với các thành viên ban chủ nhiệm câu lạc bộ, lãnh đạo câu lạc bộ luôn đoàn kết, thống nhất, phát triển. Trước khi ngừng lời, tôi thay mặt ban chủ nhiệm, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các cụ, các ông trong hội đồng dân tộc Họ Đặng Chi Mậu Thôi Đồng Du và câu lạc bộ trẻ Họ Đặng Đình Thôi Đồng Du cùng gia đình một năm mới luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, an khang, thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn. Mời ông Đặng Đình Tấn, chủ nhiệm câu lạc bộ nán lại một chút để mời ông Đặng Đình Tam con lãng hoa tươi thắm chúc mừng câu lạc bộ. Rất là cảm ơn ông Đặng Đình Tam đã có lãng hoa tươi thắm chúc mừng cho câu lạc bộ. Vâng, hoa mừng ngày thành lập hội câu lạc bộ. Cháu là thành viên trong họ, cũng là thành viên của hội đồng gia tộc, hội trẻ Thôn Đồng Du. Cháu có lãng hoa tặng hội trẻ, chúc hội trẻ thành công tốt đẹp và mỗi ngày một lớn mạnh. Xin cảm ơn anh Đặng Đình Tam đã quan tâm đến câu lạc bộ trẻ, mặc dù mới sơ khai thôi nhưng có sự động viên rất là kịp thời này, rất là cảm ơn. Xin mời ông Đặng Duy Trần đại diện cho hội đồng gia tộc có lãng hoa lại chúc mừng cho câu lạc bộ trẻ. Xin mời ông Đặng Đình Tấn, chủ nhiệm câu lạc bộ. Kính thưa các ông trong ban hội đồng gia tộc, kính thưa các cháu trong hội đồng gia tộc Họ Đặng, hôm nay câu lạc bộ tuổi trẻ Họ Đặng thành lập, ra mắt và thành lập trong ban chấp hành trong hội đồng gia tộc cũng rất phấn khởi, và riêng trong năm ông tặng thêm một bó hoa để chúc mừng các cháu là làm sao lãnh đạo câu lạc bộ là mỗi ngày một lớn mạnh lên và xây dựng trong dòng họ mình là mỗi ngày một vững mạnh và đoàn kết. Vâng, xin cảm ơn các ông trong hội đồng gia tộc đã có nặng hoa tươi thắm để chúc cho câu lạc bộ trẻ ngày càng lớn mạnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, sau một buổi chiều làm việc với tinh thần khẩn trương, trang trọng và đầm ấm, lễ dâng hương và ra mắt câu lạc bộ trẻ Họ Đặng Đình thôn Đồng Du đã hoàn thành các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, các cụ, các ông trong hội đồng gia tộc Họ Đặng Đình Chi Mậu Đồng Du cùng các thành viên câu lạc bộ đã bớt chút thời gian về dự động viên và tặng hoa chúc mừng câu lạc bộ. Xin kính chúc các quý vị đại biểu, các cụ, các ông cùng gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng. Lễ dâng hương và ra mắt câu lạc bộ trẻ Họ Đặng Đình thôn Đồng Du đến đây kết thúc. Ban tổ chức trân trọng kính mời các cụ, các ông trong hội đồng gia tộc và các thành viên lên sân khấu chụp ảnh lưu niệm để có những bức ảnh thật đẹp cho làm cái kỷ niệm cho con cháu sau này. Nghe xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đâu đây ôi rộn ràng. Kìa mùa xuân đang đến trước thềm, gần xa điệu nhạc dân em như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhấp chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên may, xuân thắm tươi hương nồng say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương. Lòng dạt dào hôn xuân nao nao,
thật tuyệt vời mùa xuân thanh cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thắm duyên,